Right. Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh HB Nguyễn Những Loài Sống Dưới Nước của mình nha. Thì hôm nay mình mới được cái chị mà cho mấy em cá nâu với em cá màu ếch hồi bữa đó các bạn. Thì chị đó lại tiếp tục đem vô cho mình ba con cá lóc với hai con cá bóng dừa nè các bạn. Các bạn thấy đã không? Đây là một con, hai con cá lóc nhỏ với hai con cá bóng dừa. Cá bóng dừa nhìn muốn bự hơn cá lóc luôn á chạy. Có một con hơi trọng trọng nè các bạn. Nó để mình quay gần cho các bạn thấy ha. Thì ở dưới miền Tây thì chắc biết loài cá bóng dừa này nhiều các bạn. Còn các bạn ở miền ngoài chắc không biết đâu ha ta. Các bạn miền ngoài không biết các bạn biết không nữa. Nhưng mà loại cá bóng dừa này ở đây thì nhiều lắm các bạn. Để mình vớt lên cho các bạn xem. Nè các bạn thấy không? Nó đen thui luôn. Nó đen thui, nó có sọc sọc chút ít nè. Đen thui như cục sô-cô-la vậy các bạn. Còn con cá lóc này để mình vớt lên coi, sợ nó nhảy. Nó nhảy quá các bạn. Nó có sọc sọc luôn nè. Rồi cá bóng dừa nhảy ra ngoài các bạn. Nhảy ra ngoài luôn. Để mình tạm ngưng cái mình bắt nó vô mới được các bạn. Nhảy quá nhảy. Đây. Mấy con này nó trâu lắm các bạn, nó nhảy ra vậy chứ nó không chết đâu. Các bạn thấy mà mình đựng nước chút xíu mà mấy cá lóc này nó không cái mang, nó không thở gấp luôn các bạn. Là dạng giống như nó không có mệt luôn á. Và các bạn biết sức chịu đựng của nó ghê gớm đến mức nào rồi ha. Rồi bây giờ để mình ginh vô cái hồ mà mình đã chuẩn bị sẵn các bạn. Thì hồ mình đã bơm nước sạch sẽ trong khe cho các bạn để các bạn dễ quan sát rồi. Thì bây giờ mình sẽ bỏ mấy con này vô hồ kiến cho các bạn xem là những loại cá đồng với cá sông này bỏ vô hồ kiến nó sẽ đẹp như thế nào nhé các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ dùng vợt vớt từ từ cho các bạn xem ha. Thì đầu tiên mình sẽ vớt con cá bóng dừa trước nè các bạn, tại vì nó nằm im gu à, nó dễ vớt hơn là mấy con cá lóc. Mấy con cá lóc nhảy dữ lắm đó. Để vô hồ kiến rồi mình sẽ lấy nét lại cho các bạn xem rõ hơn nha. Nè các bạn thấy rõ chưa? Để mình khều khều. Con này thì nó ít có chịu bơi lắm các bạn. Bỏ vô hồ là nằm im ru như khúc gỗ vậy. À, để mình lùa lùa gần gần cho các bạn xem. Rồi để mình vớt con thứ hai vô ha. Để mình vớt con thứ hai vô cho các bạn xem. Vô vô vô. Mấy con này nó dễ chịu lắm các bạn, nằm im ngu à. Vớt vô là nằm im ngu à. Rồi. Mấy con này còn thấy thở nè các bạn. Cái mang nó thở gấp nè. Còn mấy con cá lóc thì im ngu luôn. Trời, vô đây lăn xăng dữ vậy bà. Các bạn nhìn nó cũng giống giống cá sói không các bạn? Các bạn nào ở đây biết cá sói không? Một loại cá săn mồi mà thời cổ đại đó. Nhìn cũng khá giống cá sói ha. Rồi bây giờ mình sẽ vớt một con cá lóc nhỏ vô cho các bạn xem nha. Để mình vớt, mong là nó sẽ không có nhảy. Rồi, vô nè. Con này là mình tâm sự thiệt với các bạn là mình không biết là cái chị bán cá đó là chỉ bắt ở dưới mương rãnh hay là ở dưới sông nữa các bạn. Theo như mình được biết thì chỉ đặt dến dưới sông á, mà không lẽ dưới sông có mấy con cá lóc này ta. Giờ thì để mình vớt tiếp con cá lóc thứ hai. Con này nó bự hơn con nãy chút xíu rồi các bạn, nó cỡ ngón tay út không biết tới không nữa. Để mình vớt cho các bạn xem.
mai mốt chắc mình phải mua một cái đồ đeo để gắn cái camera của các bạn, gắn cái điện thoại á, chứ để như vậy mình thấy nó quay quay nhức đầu á các bạn. Nãy giờ vô hồ nè các bạn, nhìn đẹp không, nhìn nó bong bong đã hay sao á ta, không biết mấy con cá đồng có được bong bong đẹp vậy không ta, hay là mấy con cá lóc xong nó mới được vậy. Ở đây các bạn nào mà biết gành về cá lóc, các bạn comment cho mình biết với là loài cá này là cá lóc thường hay cá lóc bay xanh gì các bạn. Mình thấy cái bay của nó xanh xanh đốm đốm, nhìn cũng khá đẹp nè. Các bạn nào biết comment cho mình biết với nghe. Nè nhìn trên xuống nè, có sọc sọc nữa. Rồi tới con bự chà bá lửa hơn hai con kia, để mình vớt coi được không. Rồi chắc con này vớt cũng được rồi các bạn ơi. Cái giờ của mình nhỏ quá nó nhảy ra. Con này này nó hơi to rồi. Để mình múc nguyên cái thau mình đổ vô quay cho các bạn xem luôn nha. Chứ để vớt là nó nhảy ra cái thấy mồ nữa các bạn. Rồi để mình để cái cây này xuống cái mình sẽ đổ vô quay cho các bạn xem ha. Rồi để mình đổ nước vô từ từ cho các bạn xem ha. Đó, con này thì làm như nó hơi bị thương các bạn. Để mình lấy nét cho các bạn xem rõ hơn. Nó hơi bị thương cái trên mình á. Cái này chắc trong lúc đánh bắt á các bạn, rồi nó bị chày xước, chóc dãy rồi. Nhìn nó màu ánh kim cũng đẹp quá các bạn ha. Cái đuôi nó có bong bong nữa nè. Hồi sớm mình ở trong thao là mình thấy có mấy con mắt nó làm như nó có màu viền đỏ các bạn. Mà sao vô hồ kiến là mình không thấy được ta. Để mình khều khều cho nó chạy, cho nó bơi cho các bạn xem ha. Mấy con cá này thì mới bỏ vô hồ, nó thường nó mệt mệt, nó ít có chịu bơi lắm các bạn. Trời, mà con này nó thấy mình chỉa cây nó tính chạy lại luôn á. Nó cũng dạng lắm chứ bộ. Còn mấy con bóng dừa thì nằm thôi, cứng ngắc. Rồi mấy con lóc cũng học theo luôn rồi nè. Nó ngồi im gu bà gù luôn nè. Nè giờ các bạn thấy mắt nó đỏ đỏ nè. Cá lóc đó nha. Lên nó hấp khí các bạn. Mấy con này các bạn không cần nuôi oxy đâu các bạn, tại vì nó có cơ quan hô hấp phụ á, giống như nó thở bằng phổi vậy. Nó lên trên mặt nước nó đớp khí, nó nhả bong bóng giống mà mấy con cá chê với mấy con cá sấu hỏa tiễn á các bạn. Mà các bạn thấy bong bong dân đẹp không, nó nhìn cũng giống cá lóc bông mà dạng cá chuối hoa của mấy người miền ngoài ta kêu cá chuối hoa đó các bạn. Thấy nó bong bong giống nè, mà không biết lớn là nó ra màu gì nha. Nhìn cũng khá đẹp các bạn. Hai con kia thì màu lợt lạc hơn. Có cái con nằm ở ngoài cái kiến, cái con nhỏ này nè, là mình thấy nó màu đậm hơn hai con kia. Các bạn thấy không? Theo như trong giới cá cảnh mình có một cái con cá gọi là cá chê cọp á. Thì con này là con cá lóc cọp luôn nè các bạn. Nó có dằn 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 giống như cá lóc cọp vậy. Nhìn đỉnh không? Ở đây thì mình tính nuôi chung 5 con này thử coi làm sao các bạn. Không biết con cá lóc nó có cắn con cá bóng dừa không thì mình cũng không rành nữa. Rồi hôm nay mình chỉ làm clip tới đây cho các bạn xem thôi nha. Chúc các bạn một ngày mới vui vẻ. Các bạn hãy nhớ nhấn đăng ký kênh, like, share để ủng hộ mình làm các video tiếp theo nha. Còn bây giờ chữa hết clip rồi mới chào mấy má, còn nói một chút nữa. Trời, cái đầu nó nè, cái đầu nó có trên miệng nó có hai sợi gâu nữa các bạn. Đây em cá bóng dừa đây. Nuôi mấy con này thì các bạn mà nào mà ít kinh phí á, thì các bạn nên ra đồng vớt
một số em về nuôi để nó săn mồi nha các bạn, coi cũng rất là đỉnh luôn, săn mồi khá là dữ luôn á. Mấy con này thì chắc mình cho nó ăn mồi tép á các bạn, ăn mồi tép, tại vì mấy con cá sông thường khoái ăn mồi tép á. Rồi video cũng dài rồi, hẹn gặp lại các bạn ở các video tiếp theo nha. Các bạn hãy nhớ đăng ký kênh, like, share là miễn phí nha các bạn, không có tính phí nha, cho nên là các bạn đừng có ngại cho mình xin một nút like nha. Rồi anh Cá Lóc Cọp xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở các video tiếp theo.